Đấy, nó giống như trò trò chơi ra nhà. Các thi sẽ xiết liền cho mọi người cùng coi. Đặc biệt, các thi sẽ lấy hai ngón tay mình hộp vô hai cái ổ điện. Làm thế, làm thế. Và các thi hứa các thi sẽ không bị gì. Chỉ bị điện giật chết mẹ, các thi chết mẹ.